Trong khoảng 2 năm trở lại đây, lượng khách quốc tế đến Việt Nam của Vietravel đều sụt giảm ở hầu hết các thị trường. Bởi ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội và các dịch bệnh, thiên tai. Tuy nhiên, ngay đầu năm 2016, Vietravel đã lội ngược dòng, chủ động thay đổi thị trường, tìm kiếm thị trường tiềm năng khác để thay thế và đã đạt mức tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sáng ngày 27 tháng 4, 2016, Vietravel đã đón đoàn hơn 200 khách Sri Lanka đến Việt Nam trong hành trình kéo dài 5 ngày, tham gia các thắng cảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp tổ chức hội nghị thường niên. Đây là đoàn khách MICE từ công ty Cyclinco, một tập đoàn bảo hiểm lớn của Sri Lanka và là một trong số đoàn khách MICE quốc tế lớn mà Vietravel đã phục vụ trong năm 2016. Bên cạnh lịch trình tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, khám phá các nét văn hóa đặc trưng tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn khách còn có đêm gala dinner đặc biệt nhằm tôn vinh và trao thưởng cho các đối tác, đại lý bảo hiểm xuất sắc. Vietravel là đơn vị duy nhất vinh dự được công ty Cyclinco tin tưởng, giao phó tổ chức thành công tour MICE cho toàn hệ thống phân phối chiến lược. Đây là lần thứ hai liên tiếp Vietravel đón hơn 200 khách MICE đến từ Sri Lanka. Với kinh nghiệm hơn 20 năm, Vietravel luôn chủ động và hoàn thành tốt công tác tổ chức các đoàn khách MICE quốc tế một cách chuyên nghiệp, kể cả những thị trường kén khách và khó phục vụ nhất.